Ai tôi sẽ giải thích sơ bộ sơ sơ chúng ta sẽ lên lưỡi hái khi mà bên kia nó thứ nhất là nó tìm tìm nó báo giấy kiểu về sau mình không có thứ đam á, thứ hai là hai bên boss đều là cặp bốc, hai bên boss đều là mình những cặp đẩy đường, ví dụ như là Kama nè, cái Lilut nè, Yggdrasil nè, Sayaka nè, kiểu hai bên đều là những con tướng bốc mà Jhin nè, kiểu mình gặp những hai bên đều những con tướng bốc á mà mình muốn đẩy lane để mình không bị đè trụ hay không bị bốc máu á thì mình phải lên lưỡi hái để mình có mana mình quay liên tục để mình đẩy lane. Còn nếu mà mình lên tam hợp này á mà mình gặp mấy con như kiểu mà Yggdrasil hay là Kama, cái Lilut á là mình phải gấp bốc á hoặc là mình sẽ ngợp, gặp phải gấp bốc là mình ngợp nhất, gặp phải gấp bốc mà mình lên tam hợp là mình cút, gặp phải gấp bốc là mình phải lên lưỡi hái tại vì mình đua đẩy đường như đó mà mình đẩy đường mình mới không bị bốc bốc máu. Mình nếu mà mình không đẩy đường gặp mấy con bốc á mà mình không đẩy đường là mình vừa bị bốc máu mà mình vừa bị bốc trụ nữa, cho nên mình sẽ lên lưỡi hái khi mà mình gặp mấy con đẩy lên, hai bên đều đẩy lên mình lên lưỡi hái. Còn kiểu game này hai bên boss đâu cần đẩy lên đâu, hai bên boss là kèo kiểu kèo cơ bản à, bên đây kèo Anin, bên mình hai con tào lao không có cần đẩy lên thì mình lên tam hợp mình quýnh về sau thì nó cũng đấu sĩ không mà kiểu team nó melee á lên tam hợp cũng ngon, hiểu chưa hiểu chưa. Còn lên búa ghiều thì đơn nghĩ ít khi lên lắm, búa ghiều cùi lắm, búa ghiều chắc mấy ông thích mấy ông lên thôi, kiểu bên nó tăng nhiều mấy ông thích mấy ông lên thôi chứ búa ghiều không có ngon. Lên tam hợp lên lưỡi hái ngon nhất. Mình cứ đơn giản mình nhớ nè, gặp cái Linh Lút, gặp Fire Pop, gặp Yggdrasil thì mình sẽ lên lưỡi hái, cứ lên cứ vậy rồi lên lưỡi hái. Còn còn mà bên nó kiểu như Baneon gặp Baneon với lại Ban Kai'Sa rồi kiểu như là Chitana Nautilus, Chitana Gale, Samira Gale thì cái đó ông thích lên nào lên, lên tam hợp cũng được, lên lưỡi hái cũng được, lên nào quýnh theo cái đó. Còn lên lưỡi hái thì đồ thần thoại lên sao anh, nếu mà lên lưỡi hái á team nó tăng team nó máu giấy thì lên lên giả kiếm, còn nếu mà kiểu team nó châu châu á khỏi lên đồ thần thoại luôn, lên lưỡi hái nè thần kiếm nè, còn nếu mà team nó máu giấy thì lên thêm cái giả kiếm, còn nếu mà team nó châu châu này nọ lên cái thương phục hận luôn, xong rồi lên GA luôn khỏi lên đồ thần thoại. Còn bên kia nó máu giấy thì cứ lên giả kiếm mà. Con chơi con Ezreal không nhất thiết mình phải lên đồ thần thoại đâu, Ezreal nó không có phụ thuộc vô cái đồ thần thoại, nó phụ thuộc vô skill shot như là phụ thuộc vô cái thần kiếm là chính. Móc diệt thì bên kia tăng cơ nhiều lắm móc diệt, nhưng mà bình thường cũng không có nhiều trường hợp lắm móc diệt đâu. Mấy cái món đồ đó là mấy ông thích thì mấy ông lên thôi chứ nó không có theo cái quy tắc gì hết. Vô game tam hợp em ơi. Sau này ông e counter cho tôi trời, e counter cái đúp của nó. Trời ơi, quên mua đồ nữa, what the fuck. À, ác đạn này chứ. Ai mua con thuyết này vậy? Ai thuê nó vậy? Ừ, hay nè. Bản lĩnh lắm, bản lĩnh lắm. Cút đi. Ban cho BG. Ui. Ai bèo. Ờ hay. A. À. Ừ, sống. Phải bèo con quỷ Lee Sin bên kia nữa chứ. Quên mất Lee Sin. Chứ hai hai nó gờ bên kia tụi em, nó gờ phải tụi em bên trái tôi sống rồi. Ở gì vậy?
But I said fight Red. Phải nồi cái tên chất lượng của em ba chị em cho thằng Red đó, phải nồi. Em ngầu vậy. Ba nào. Đã từng có lúc nghĩ rằng bạn sẽ lụi tàn vì phong độ cô tốt, nhưng rất vui khi thấy đe trai hát lại và cố gắng. Mình cũng chơi một môn thể thao, đã từng đỉnh cao và giờ cũng đang trai hát lại dần để cố gắng. Mong rằng sẽ thấy đe nâng cúp BCS nhé. Dở ghê ta. Nó xử lý hai giết hết rồi. Nó tập trung lại thì hay mới tập trung quá ta. Chết hai mạng hay dở. Tập trung lại nào. Làm gì vậy? Để bắt gồng vậy? Ba con dở dữ vậy trời. Thôi mình đi ngủ trước, mai còn thi đấu ván quan trọng, đe bằng tuổi em mình, thời gian vẫn còn rất nhiều, cặp bot năm ấy vẫn vậy, Tinder giấu bé ba. Cảm ơn mình Tú nha. Đánh tôi không có cười, anh em ơi, anh em tập trung đánh không có cười thật. Anh em nhấn like subscribe cho tôi nha, cảm ơn anh em nhiều.